giảm hai lòng bàn tay vào nhau. Da mạnh lên. Đập nhẹ vào mắt. Bàn tay hơi cong lại, tạo thành hai ổ ức vào mắt. Mở mắt chớp chớp mắt. Mở tay nhìn theo tay. Vươn tay lên hít sâu vào. Hà xuống thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Ni ơi. Ni ơi sao cái cam được? Giữ lại 5 4 3 2 1 thở sầm. Giữ 5 4 3 2 một tặng khổ. Mời cả lớp đứng lên, mình khởi động đứng. Đứng mọi người có thể chỉnh cam lại như Tâm á, thấy có tới lưng quần à Tâm. Hai chân mở rộng bằng hông vững vàng, đứng nhớ rút rốn vào thắt lưng hướng xương cột xuống, mở vai ra vuông dài đỉnh đầu lên, hai tay chống hông, hít sâu cúi xuống, xương cằm chạm xương ức thớt bụng, thở ra thẳng cổ về giữa, hít sâu ngửa ra sau, thở ra. Nhớ chắc cơ bụng lại hướng xương cột xuống. Trở về giữa hít sâu. Cúi xuống thở sầm. Về giữa hít sâu. Ngửa ra sau thở sầm. Lắng nghe các đốt sống cổ. Trở về giữa hít sâu. Cúi xuống thở sầm. Giữ lại. 5 4 3 2 1 trở về giữa hít sâu. Ngửa ra sau thở ra. Lắng nghe cảm nhận sau. 5 4 nhớ hướng xương cột xuống, đừng để ngã xương chậu về trước. 3 2 1 trở về giữa hít sâu. Nghiêng đầu qua bên phải thở ra. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng qua trái thở sâu. Hít sâu. Nghiêng phải thở sâu. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng trái thở sâu. Trở về giữa hít sâu. Nghiêng phải thở sâu. Giữ lại 5 4 3 2 1 trở về giữa hít sâu. Nghiêng trái thở sâu. 5 4 3 2 1 trở về giữa hít sâu vào. Xoay tròn. Xoay từ từ bên phải, xoay lên hít vào. Xoay xuống thở sau. Lắng nghe các chiều hướng của đốt sống cổ nào. Thở sau. Di chuyển đi theo hơi thở. Hít sâu. Thở sau. Lần nữa hít sâu. Đi chậm chậm, xoay chậm chậm, cảm nhận sâu. Thở sâu. Xoay đổi chiều. Hít sâu. Thở sâu.
Hít sâu, mở cam lên nhì ơi, thở ra. Hơn nữa hít sâu, thở ra. Hai tay đan, lộn ngược bàn tay nhắm gót chân kéo căng người lên. Nhớ coi chừng bị đẩy cái bụng, đẩy xương chậu về trước. Nhớ rút rốn vào hướng xương cụt xuống, chắc cơ bụng lại. Hạ xuống thở xong. Hai tay đan sau lưng. Hít sâu vào. Trường tới cúi xuống thở ra. Bật tay cao lên. Lên hít sâu vào đan tay. Lộn ngược bàn tay nhón gót kéo căng lên siết cơ bụng lại thở. Giữ lại. Hạ xuống. Hai tay úp vào sau hông, ngón tay cái ở giữa sống lưng, bốn ngón tay ở bên hông, mở vai xoay vai ra sau, rướn căng lồng ngực lên, vươn cầm lên, ngã ra sau thở ra. Lên hít sâu vào, trường lưng tới, thân song song với sàn xoay người lại luôn, xoay người lại, thân song song với sàn siết cái bụng lại thở ra, dựng hai cái khuỷu tay lên. Lên hít sâu vào đan tay, lộn ngược bàn tay nhóm gót lên, rút rốn vào hướng xương cột xuống, siết cơ bụng lại thở ra, nhóm căng lên. Nhớ cái hông của mình không được đẩy về trước. Hạ xuống, hít sâu vào úp tay vào hông, ngón tay cái ở sống lưng, mở vai khép khuỷu tay, ưỡn căng lồng ngực lên, vươn cầm lên, ngã ra sau thở, siết bụng, siết mông, siết đùi, bảo vệ thắt lưng. Lên hít sâu vào, trường dài cột sống tới thân song song với sàn, dựng hai khuỷu tay lên, siết cơ bụng lại thở ra. Lên hít sâu vào, đan tay nhón gót đẩy căng lên, đẩy căng lên, siết cơ bụng lại giữ nào, hít thở đều giữ, rút rốn vào, rút cái hông vào giữ, năm bốn đúng rồi rất tốt, ba rút cái hông vào tâm, đừng đẩy cái hông tới, đúng rồi, còn lại là điều tốt hết ra, rút cái bụng vô xí nữa phượng, hai một, hít sâu vào, xoay hai tay ra sau, rồi xoay vai, mở vai ra phía sau, đẩy căng lồng ngực lên, vươn cầm lên, ngã ra sau thở ra, xoay người lại thở, xoay người xoay mặt lại, thấy cái không, thở ra ưỡn căng lồng ngực lên, thơm. Cái hông tâm ơi, sai cái hông rồi. Ba, hai, đẩy cái hông về trước đó, như chị Hồng đồ này, chị Hoa rồi đó, đa số trúng hết rồi đó, đúng hết rồi, chỉ có tâm cái hông sai. Một, hít sâu vào lên, trương tới, duỗi dài lưng ra, duỗi cổ tới chị Hồng, duỗi cổ rút rốn lên, rút rốn lên, xiết cơ bụng lại thở, duỗi cổ tới chị, duỗi dài đầu tới, đúng rồi rất tốt, xiết cơ bụng lại hít thở, duỗi dài cột sống nữa đi nào, dựng hai cái khuỷu tay lên, siết cơ bụng lại hít thở. À, coi chừng ưỡn gối chị Hoa, hơi trùng gối, gối được trung tính thì trung tính, còn không thì trùng gối, rồi rướn căng lồng ngực tới nữa chị, rướn lồng ngực, duỗi dài cổ, siết cơ bụng lại hít thở, hít thở, hít thở, đúng rồi, coi chừng ưỡn gối đi, gối trung tính, đúng rồi, nhớ bảo vệ khớp gối, không ưỡn gối được trung tính thì trung tính, còn không kiểm soát được thì hơi trùng nhẹ đó, như thành là trung tính đó, hít thở, thở ơi, duỗi cổ ra, thân song song với sàn, thân song song với sàn, trần thở ơi, không gặp người, thân song song với sàn đó, tâm tốt đó, hít thở sâu,
Giữ và hít thở sâu, đúng rồi, thơm. Hít thở sâu. Từ từ đặt hai tay xuống sàn đi nào. Đặt hai tay xuống sàn, rồi nâng đầu duỗi cổ. Thảo xoay người qua bên trái luôn đi, Thảo xoay người ngang lại luôn, xoay người ngang lại. Đúng rồi. Rồi ngẩng cổ duỗi dài ra. Hít sâu vào, thu tay lại Thảo. Thu tay ngay dưới vai lại, đúng rồi. Rồi từ từ kéo dài thân gập sát vào chân con cò, đưa tay ra sau ôm cái bắp chân, thở ra, đúng rồi, ôm bắp chân, rút đầu xuống, xích cái bụng lại, thở ra. Ngẩng cổ duỗi dài lưng ra, hít sâu vào. Thở ra, trút đầu, kéo căng căng căng, xiết cơ bụng, thở lắng nghe, cột sống lắng nghe, gân kheo, xiết cơ bụng, thở ra. Ôm bắp chân luôn đi Nhi. Ôm bắp chân, trút đầu, xiết cơ bụng, thở. Dọc cái bắp chân, dọc cẳng tay xuống cái thở. Dọc cái cẳng tay ôm cái bắp chân, đúng rồi đó, rồi đặt nó ở phía sau bắp tay, phía sau bắp chân mình, rút đầu ôm sát, thở ra, đúng rồi, thở ra, đúng rồi. Tiếp tục ngẩng cổ duỗi lưng ra, thoát vị địa điểm là không cố gắng ở tư thế cuối này nha, còn lại thì cột sống bị cong bị cứng thì cố gắng duỗi 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 tay tới sàn đi Nhi, tay chạm sàn, đưa hai tay xuống, hít sâu rồi thở ra, ép sát vào, duỗi dài lưng, ép thở, đúng rồi, hơi không thẳng được thì hơi chùng gối để thẳng lưng, xiết cơ bụng, thở thở, đúng rồi, xiết cơ sau, thở lắng nghe, cột sống duỗi căng, thở ra. Rồi mỗi ngày thêm một chút nha Phượng, thẳng gối nha Phượng, chứ gối bị cong hoài gân kheo không giãn đó. Mỗi ngày thêm một chút lưng mình thẳng rồi. Từ từ đạp chân cho thẳng gối thêm, xiết cơ bụng thêm, thở ra. 5 4 duỗi cổ ra đi chị Hoa ơi, cong lưng quá. Duỗi cổ ra, duỗi ra ngoài, duỗi ra ngoài, đúng rồi, rướn thêm, duỗi ra rướn thêm. Duỗi ra rướn thêm, xiết cơ bụng lại, thở. Xiết bụng thở. Từ từ tay ra cạnh đầu, nâng lên, hít sâu vào. Vươn tay lên rồi hạ tay xuống, thở sầm. Xoay người vô camera. Hai chân mở rộng. Mở rộng chân ra, có cái vạch thảm á, mình mở bằng cái vạch ngang ở bên trong á, có hai cái vạch, vạch ngang ngoài và vạch ngang trong, mở vào bằng vạch ở phía trong, và hai mũi chân hơi mở ra, hơi mở ra một chữ V, hít sâu vào, tay dang ngang, cẳng gối xuống, mở đầu gối, cái mũi chân mình ở đâu cái đầu gối mở theo cái mũi chân ở đó nè, đầu gối hướng theo mũi chân, vươn căng lên, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thở ra, mở căng đầu gối, đừng có cụp hay xu hướng cụp ngã đầu gối đó, lên hít sâu vào, tay dang ngang, xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, vươn dài, cột sống lên, vươn dài, đỉnh đầu lên, thở ra, tấm chân xuống nhưng mà vươn căng đỉnh đầu và hai cánh tay lên, lên hít sâu vào, ba thở ra, nhấn hông xuống, rút rốn về thắt lưng, hướng xương cột xuống dưới sàn và đỉnh đầu vươn dài lên, lên hít sâu vào, bốn thở ra, hít sâu vào, năm thở ra, xiết cơ bụng lại, đan tay lộn ngược bàn tay, đẩy căng lên đi nào, nhớ điều khiển thắt lưng xương chậu không để cho nó ngã và hướng xương cột xuống, năm bốn ba hai một, hít sâu, co cẳng tay phải nè, gác lên,
khuỷu tay vuông góc với lại vai, kéo căng tay trái qua đầu, siết cái bụng lại, thở ra đừng gồng vai, đừng rụt cổ, siết sau thở, đầu gối nghiêng, coi chừng ngã đầu gối. Rồi từ từ nè, duỗi chân mình chỉ cần xoay cái gót chân trái, xoay gót chân trái, đó, thẳng đầu gối trái, đó, tấn gối phải, nhấn hông, siết cái bụng lại, thở ra, nhấn hông, thở. À, tấm chân trái ở chân phải góc vuông, chân trái thẳng tuyết, mở chân trái thêm ra tuyết, lên hít sâu vào chiến binh hai nè, vẫn tấm gói ở chiến binh hai, rồi đưa tay trái ra sau úp vào eo bên phải, hít sâu vào, vươn tay phải và nghiêng về bên trái, thở ra nghiêng, nghiêng về bên trái, xích bụng lại, thở ra. Đó, tấm gối phải xuống đi nào. Lên, hít sâu vào, vẫn tấm gối phải chiến binh hai. Luồn tay phải vào trong chân, luồn sâu vào, xoay tay trái ra sau, nắm tay, thẳng gối. Thẳng gối, xoay tay trái ra sau, thẳng gối trái, trần thảo nhấn hông xuống, xích cái bụng lại, thở ra. Xích sau thở, rồi lật vai lên đi ơi. Đi, lật vai, nhấn hông, lật vai, xoay mặt nhìn lên trần nhà. Lên, hít sâu vào từ từ, xoay cái gót chân trái vào, rồi nghiêng người qua bên trái, thở ra, kéo căng nghiêng, lúc này hai chân còn tấn đều nhau, xiết cơ bụng lại, xiết cơ đùi, cơ mông, thở ra, từ từ mới xoay cái gót chân phải và thẳng đầu gối phải, xiết đùi lại. À, chân chị Hồng mở ra thêm xí nữa, chân phải mở ra thêm. À, tấn chắc vào, nhớ dùng lực ở đùi, ở bụng. Lên, hít sâu, chiến binh hai, tấn chân trái. Vòng tay phải ra sau, úp vào eo bên trái. Vươn tay trái, nghiêng hông về bên phải. Thở ra, xích cái bụng lại nào. Nghiêng, thở. Vòng tay ra sau, eo luôn, tiếc ơi. Sau eo ở bên trái, thở ra, lên hít sâu vào, tấn gối tay dang ngang, trường tới luồn sâu tay vào trong chân, xoay tay ra sau, thở ra, nắm tay, lật vai, xiết cơ bụng, vặn người lên, xiết sâu, thở ra, hít sâu vào từ từ, nâng người lên và xoay cái gót chân, xoay cái gót chân trái, chân phải vào, đan tay duỗi căng lên, xiết lại, thở sầm, hít sâu vào, từ từ chống hai tay xuống, chống hai tay và xoay cái gót, hai gót chân, xoay hai gót chân ra, thẳng gối ra, hai bàn chân song song nhau, hai bàn chân song song đi, xiết đùi trong, thở ra, xiết đùi từ từ thôi, đừng có xuống sâu quá phụng, không xuống sâu quá, hít sâu vào, co cẳng tay trái xuống, mở tay phải lên, thở ra, nhìn theo tay, lật vai lên, xiết cái bụng lại, thở ra, ép cái vai trái vào và mở vai phải, xiết sâu, thở ra, hít sâu vào, từ từ chống tay và đổi bên, co cẳng tay lại, thở ra, mở tay lên, dang cánh tay lên từ khuỷu tay này cho tới bàn tay kia một đường thẳng, xiết cái bụng lại, thở ra, co cẳng tay, xiết sâu, thở. Hít sâu vào, co hai cẳng tay xuống luôn, xiết đùi trong đi. Đó, hai bàn chân song song, đừng chồm người về phía trước nhiều, sao cho đang nghe lắng nghe, mở căng khớp, mở căng khớp ngang của mình, khớp háng ngang, xiết cơ bụng, thở 5, thở 4, thở 3, 2, 1, chống tay nâng người lên, hít sâu vào, từ từ thu gót vào, thu mũi, thu gót, thu mũi, rồi giữ ở đây
Hai tay đang sau lưng, hít sâu, ngẩng cổ duỗi dài lưng tới. Cúi xuống, bật tay cao lên, thở sạp rút đầu xuống. Bật tay cao lên thêm, xích cái bụng lại, thở sang. Từ từ ngẩng cổ duỗi dài lưng lên, thân song song với sàn, hít sâu vào duỗi lưng tới, thở sang, cúi xuống rút đầu xiết cái bụng lại, thở sang, bật tay cao lên, hít sâu vào, ngẩng cổ duỗi dài lưng, nhớ bảo vệ khớp gối trung tính hoặc hơi trùng nhẹ. Thở sâm, đẩy cao đỉnh mông lên, trút đỉnh đầu xuống, xiết cơ bụng lại, bật tay cao lên, thả lỏng khớp vai để mở vai như nào. Thở ra 5, 4, 3, 2, 1, nâng người lên, hít sâu vào, thả lỏng tay, thu chân vào, thở ra thu mũi, thu gót, thu mũi, thu gót chân. Mời xoay người lại. Đứng về, cúi thẳng. Hai chân khép sát. Hai tay đan. Lộn ngược bàn tay để căng lên, hít sâu vào, siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi. Vươn dài đỉnh đầu, vươn dài cánh tay lên, thở ra. Rút rốn vào, không để cong về trước chị Hồng ơi. Người trên một đường thẳng đi nào. Rút rốn, thu xương hông về. Đúng rồi, siết cơ bụng giữ. 5, 4, nhón gót lên, bám chặt 10 ngón chân xuống thảm. 3, 2, 1, từ từ hạ xuống, hít sâu vào, trương người tới. Đưa hai tay ra sau, ôm bắp chân, rút đỉnh đầu, xiết cơ bụng, thở ra. Đẩy cao đỉnh hông lên, xiết cơ bụng lại, thở ra. Hít vào, chống tay ở phía trước. Từ từ hạ hai đầu gối, mở gối rộng bằng hông. Mở đầu gối ra rộng bằng hông. Và duỗi mũi chân nếu được ha, ngã ở con lạc đà. Cột sống cứng thì chống mũi chân và hai bàn chân song song với hai đầu gối. Quỳ lên, vươn hai tay lên, hít sâu vào. Đẩy hông về phía trước, xiết mông đùi bụng, hạ tay phải lên gót chân phải, thở sâu và mở cái vai trái, đẩy căng lồng ngực lên. Đó, mắt nhìn lên trần nhà luôn nào. Xoay vai trái và đẩy vai phải lên, siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thở sàm. Nhìn lên, siết sâu thở. Lên, hít sâu vào, vuông hai tay lên, nhớ lấy hơi siết cơ bụng lại, lên. Và hạ tay trái ra sau gót chân, thở sàm. Chống lên gót chân và vươn căng vai phải, đẩy lồng ngực lên, rất tốt nè. Siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, không nghe đau thắt lưng nha. Ai đau thắt lưng là phải lên. Đúng rồi, rất tốt nè. Hít thở, siết lại, siết cơ bụng. Lên, hít sâu vào. Hai tay mình đang ở sau lưng. Rồi, từ từ. Hạ mông lên gót, cúi người xuống, bật tay cao lên. Thở sâm. Tráng mũi chạm sàn, tráng mũi chạm sàn. Rồi lăn lên đỉnh đầu con thỏ, thở sầm. Lắng nghe đừng có chịu lực lên đầu lên cổ nha. Mình lắng nghe cột sống mình cuộn lên từ từ, cuộn lên từ từ, nâng mông lên. Từ từ, kéo căng tay, hạ mông, hạ tay. Và quỳ lên, hít sâu vào. Quỳ lên, hít sâu. Xoay hai tay ra phía sau luôn. Và đặt lên gót chân. Từ từ, đẩy lồng ngực, mở vai. Xiết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, thở ra. Quỳ lên, Nhi. Quỳ lên, con lạc đà. Đẩy căng hông về phía trước. Xiết cơ bụng lại. Lận vai ra sau. Ưỡn căng lồng ngực lên. Từ gối tới hông là một góc vuông.
Hít thở đều, đẩy hông tới ni, ni đẩy hông, đúng rồi, vai mở, siết bụng, đúng rồi, siết bụng, siết mông, siết đùi, hít thở sâu, hít thở sâu, đẩy cái hông tới chút nữa Phượng ơi, chưa đủ, đẩy hông, ưỡn ngực, không nổi rồi, cái lưng trên Phượng cứng, vai cứng, tuyết thì mềm nè. Lên, hít sâu vào, đan tay sau lưng. Rồi từ từ hạ mông xuống. Ban đầu, mông chạm gót trước đi, trán mũi chạm sàn trước đi, thở ra. Rồi bật tay lên thở, duỗi cổ xích tới trái thành, duỗi cổ khoan, chưa chưa nâng mông, xích cơ bụng thở ra. Thư giãn tâm trí ra nha Nhi, tập thư giãn ra đừng căng thẳng. Thư giãn cơ thể, thư giãn tâm trí, cho nó đừng bị chóng mặt, đừng có căng thẳng quá xăm sòn. Rồi từ từ lăn lên đỉnh đầu nè Nhi, nâng lên, rồi bật tay lên nữa, cố bật tay, đúng rồi, để mở vai, rút đỉnh đầu thêm chút nữa nè Nhi, rút đỉnh đầu, đúng rồi, xiết cơ bụng lên, xiết cơ bụng, đúng rồi, hít thở sâu, thẳng tay chí nữa Thành ơi, thẳng khuỷu tay thêm, hít thở sâu vào, nai vai bật lên của chị Hà tốt nè, hít thở sâu, từ từ hạ mông kéo căng người, quỳ lên, hít sâu vào, quỳ thẳng lên luôn, vươn tay lên, ngã ra sau, chống tay phải lên gót chân phải, thở sanh, để căng lồng ngực lên, đúng rồi, xoay, mở cái vai trái ra sau, xiết cơ bụng lại, thở ra, vươn căng tay trái, đẩy hông, xiết bụng, lên, hít sâu vào, xiết mông đùi bụng vươn lên và ngã ra bên trái, thở sanh, chống tay trái lên, vươn căng, xiết cơ bụng lại, xiết cơ mông lại, không nghe đau thắt lưng, cố gắng uốn 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 lên lưng giữa, lên, hít sâu vào, đã gập người xuống, tay đan sau lưng, thở sầm, mông chạm gót, trán mũi chạm sàn, bật tay cao lên, xiết cơ bụng lại, thở sầm, hít vào, lăn lên đỉnh đầu, bật tay lên, đúng rồi, rút rốn lên, rút đỉnh đầu, không nghe nặng cổ, không nghe nặng đầu, bật tay lên nữa Thành ơi, thẳng tay nữa, từ từ căng tay kéo người, nâng lên, hít sâu vào. Rồi, đẩy hông, xiết mông, xiết đùi, xiết bụng, ngã ra sau, chống tay lên gót chân, thở ra hai tay lên gót chân, thở ra. Tay tới gót chân rồi, lận vai xuống, ưỡn lồng ngực lên trần nhà, tiết rất tốt. Xiết cơ bụng lại, hít thở đều. Đẩy hông tới cho tâm. Lận vai, xiết bụng, thở ra. Xiết cơ bụng lại nhì, lên, hít sâu vào, từ từ gập xuống, thở ra không, tay xuôi về phía trước đi em bé, thở ra, khép đầu gối lại, mông trên gót, duỗi thẳng hai cánh tay, nâng cái khuỷu tay lên khỏi sàn, duỗi tay về phía trước luôn,
xếp bụng thở rầm, không mông chạm gót đi thơm, mông chạm gót đúng rồi. Rồi từ từ lần tay chống tay chống quỳ lên, chống quỳ lên hít sâu vào, chung tay xuống khép khuỷu tay vào mạn sườn, nâng mông cá sấu thở rầm, trường lên hít sâu vào rắn hổ mang, xoay vai ưỡn ngực uốn cong lưng, xoay vai xuống ưỡn lồng ngực tới, đúng rồi, nai tuyết vô rắn rất tốt, tâm tốt rồi đó. Chống chân lên chớp mặt thở sầm, để cao hông lên cúi xuống xích bụng lại thở sầm, cúi xuống xích sau thở sầm, chân phải ra sau bật cao lên hít sâu vào, đạp gót chân trái úp hông úp đùi xích bụng thở, hít vào đẩy người tới bước chân phải lên bằng hai tay, chân phải gót vuông chống mũi chân trái xiết mông đùi bụng, nâng người lên tay dang ngang, hít vào úp bàn tay phải lên vai trái, nghe kỹ nào, rồi úp bàn tay trái lên vai phải, tay trái nằm dưới tay phải, tay trái nằm dưới tay phải, thở ra, hít vào từ từ đưa tay ra và tréo tay lại, chắp tay lại, tréo tay chắp tay lại đó, mình đang úp vào vai rồi đưa ra đó, lúc này khuỷu tay phải nằm trên khuỷu tay trái, hít sâu vào cắm chắc chân gót vuông và từ từ nâng tay lên, nâng tay ưỡn ngực rướn cổ lên xiết mông rồi bụng thở ra, tấn chắc chân vào, nâng tay lên, tấn đầu gối trước xuống, nhì, nì, nì, nhì đủ rồi, xiết cơ bụng lại thở, kéo nửa thân ra sau, tâm ơi, tất cả đúng rồi, tâm hay ưỡn ưỡn về phía trước đó, nhấn hông xuống chút nữa thở ơi, tấn gối nhấn hông, lên, hít sâu vào, từ từ vẫn tấn gối luôn nào, cong lưng, à, cuộn lưng, thu tay về ngực, cuộn cổ sâu vào thở ra, xiết cơ bụng thở ra, cuộn lưng xiết sâu thở ra, đúng rồi chị Hà, cảm nhận hít sâu thở ra, lên hít sâu vào, nâng lên ưỡn ngực vương cầm lên, lắng nghe khớp vai khớp cổ, xiết cơ bụng lại, lên thở, lên xiết mông xiết đùi xiết bụng đi tâm, cố xiết chân lại giữ, kéo nửa người ra sau, phượng xu hướng bắt đầu uyển cái phần ngực về trước, kéo thân ngã ra sau, thở chân mở chưa đủ đó phượng, lên hít sâu vào, thẳng gối đi, thẳng gối lên, rồi trương lưng tới và cuộn lưng thở ra, cuộn lưng vào, trả lưng đi, trả lưng thở ra, trả lưng xiết bụng thở ra, nè trả lưng vậy nè, cuộn lưng vào cúi thở ra chứ không có gập xà dài về chân, lần nữa lên hít sâu vào, tấn chắc chân vào, ưỡn ngực vương cầm lên, ưỡn ngực vương cầm ngã thở ra, tấn chân xiết bụng thở ra, năm bốn lắng nghe, tấn gối xuống, nhì ba, à, cái tay mình giữa mặt luôn, khuỷu tay ở giữa luôn, hai xiết cơ bụng, một lên thẳng gối lên hít sâu vào, cuộn lưng thở ra, thẳng gối, thẳng gối rồi thẳng người cuộn sau thở ra, năm bốn ba hai một, tấn gối chống hai tay xuống hít sâu vào, rút chân về chớp mặt thở sầm, cúi xuống xiết cơ bụng lại thở sầm, đúng rồi, ép vai xí nữa nè, nhì đúng rồi, xiết cơ bụng thở sầm,
Hí vào bật cao chân trái lên. Rồi vẫn úp vai xuống. Rồi úp đùi xuống, úp hông xuống. Mông ngang nhau, mông ngang nhau. Vai ngang nhau, siết cơ bụng lại thở. Đẩy tới bước lên bằng hai tay phải nhón hết gót chân phải bước nhẹ nhàng lên. Hít sâu vào nâng người lên. Rồi tay dang ra. Hồi nãy tay phải mình úp vào vai trước, bây giờ tay trái úp vào vai phải trước đi nào. Rồi tay phải úp vào vai trái. Rồi chắp tay lại giữa mặt luôn. Đưa ra phía trước chắp tay lại. Hít sâu tống gối nhấn hông. Ưỡn ngực nâng tay lên. Thở sầm. Nhấn hông siết bụng thở ra. Đúng rồi Phượng, đúng rồi Tuyết, rất tốt nè. Nhấn hông nửa tâm. Siết sâu thở sang. Lên hít sâu vào. Vẫn tấn gối. Rồi cong lưng cuộn người. Thở ra. Không có cố chồm Tuyết. Không cố chồm Tuyết. Tuyết Tuyết. Không cố chồm về chân mà vẫn ở trên nào, cuộn lưng vào, siết bụng lại, thở ra, cảm nhận rút rốn lên, siết bụng và trả lưng trên, trả cổ, siết sau, thở ra, chứ không có cố gắng cúi gập người về chân. Lên hít sâu vào, siết mông đùi lại đi, chắc cơ đi. Nâng lồng ngực cao lên, nâng tay lên, nâng vai lên, cảm nhận mở vai. Ưỡn căng lồng ngực, đúng rồi chị Hòa, đúng rồi, siết mông đùi bụng thở ra. Đúng rồi, rất tốt, siết sâu thở ra. Lên, hít sâu vào, từ từ thẳng gối vẫn lưng ở đó luôn. Thẳng gối, chân coi chừng lố ở thành, với lại chị Hồng, hai người chân hơi dài. Đó, cuộn lưng vào thở ra đó, chứ không phải cố gắng gập về chân, mình cảm nhận trả cái phần lưng trên cổ. Lần nữa tống xuống và hít sâu vào, chân Phượng thì mở chưa đủ. Rồi đúng rồi, nâng lồng ngực lên, nâng tay lên, đúng rồi, tiếp tục nâng ngực, nâng tay, siết cơ bụng, hít thở. Xiết đùi, xiết bụng, nhấn xuống xí nữa nè, đúng nhì, đúng rồi. Đều vai lại, không có xoay qua bên phải Nhi ơi. Đều vai, tay giữa ngực, giữa mặt. Nhấn hông xuống thảo. Tấm gối, nhấn hông. Đúng, đúng rồi, nhấn hông, chắc lại, xiết cơ lại. Lên hít sâu vào, thẳng gối cuộn lưng đi nào, thở ra, trả lưng, cuộn lưng, cuộn lưng, cuộn lưng, siết cơ bụng, cơ đùi, thở ra. Hít sâu vào, chung gối xuống, chống hai tay, rút chân về, chó úp mặt, thở ra, chó mặt. Tâm dời hai tay, xích lên xí. Rồi ép vai, đúng rồi. Đẩy đỉnh mông lên, đúng rồi, giữ đi, đừng nhắc nữa, giữ. Lắng nghe cảm nhận sâu. Hít thở đều. Hít thở đều. Hít sâu vào, trường vai tới tấm ván cao. Bờ lành. Duỗi căng cổ tới ni ni. Rồi siết cơ bụng, đừng rụt cổ thân, đúng rồi đó. Bàn tay tâm dời xích lên một chút, tay chưa đủ dời tay. Còn Nhi thì tay lố, tay thu về lại xí để dưới vai. Chung tay Chaturanga, tấm ván thấp, kẹp khuỷu tay vào mạn sườn. Siết cơ bụng, không gồng thắt lưng, thấp nữa, thân thấp xuống nữa chị Hoa. Thân trên thấp xuống rồi hạ gối luôn, cá sấu thở ra. Tâm là cầm đèn chạy trước ô tô không á, cá sấu là lo lên rắn hổ mang rồi đó.
đang cá sấu. Em chỉ cần hạ gối, hạ ngực, hạ cầm tư thế nghỉ mệt mà. Trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào. Xề vai, đúng rồi, cổ vừa vừa, duỗi cổ xí chị Hoa, duỗi lên, duỗi cổ lên xí, duỗi lên, đừng ngửa quá, đừng ngửa quá chị Hoa. Đúng rồi, đừng gồng, vươn cái đỉnh đầu dài lên chị, vươn đỉnh đầu dài lên, cổ kéo dài lên, cột sống dài lên, rồi đẩy lồng ngực tới, đẩy. Đúng rồi, nhớ đừng có nhấn vô cổ nhiều. Tầm, nãy rắn hổ mang đúng đâu rồi. Chống chân chớ úp mặt thở sàm. Xiết cơ bụng lại thở sàm. Ép vai chút nữa, nì. Ép lưng. Đúng rồi. Nhớ vào giữ thế là phải ép căng, chứ không có nhả ra. Hít vào, trường vai tới tấm ván. Trường vai tấm ván, đúng rồi chị Hoa. Nhớ đủ tay chân là người mình sẽ thẳng, sẽ chắc. Siết cơ bụng, hít thở đều đi nào. Tay cẳng vá là hơi trùng khuỷu tay một xíu để bảo vệ khớp khuỷu tay. Hít thở. Hít thở. Đẩy vai tới xí tiếp. Trường vai tới xí xí. Rồi duỗi cổ dài tới và thẳng người ra, siết cơ bụng lại, người hơi cong. À, đừng cong, siết thẳng, cảm nhận cây thước thẳng nè, tâm tốt thành tốt nè, giữ đi, hít thở. Chắc cơ bụng lên nè, tâm chắc cơ bụng, siết lại. Đúng rồi. Chắc người lại, thơm môi, thơm không thấy chắc, uống tùm lum. Đúng rồi, siết cơ lên, hơi chùng tay xíu, bảo vệ khớp khuỷu tay. Chùng tay xuống, tấm ván thấp, kẹp khuỷu tay vào mạn sườn. Ai xuống không nổi là hạ đầu gối luôn. Hạ đầu gối, hạ ngực, hạ cầm vào, cá sấu thở ra. Cá sấu nhi nhi chân duỗi ra phía sau nhi, chống tay cạnh với lại vai nhi, duỗi chân ra phía sau xí nữa, thấp mông xuống xí nữa, rồi chống bàn tay ngang với vai, kẹp khuỷu tay vào mạn sườn. Trường lên, rắn hổ mang, hít sâu vào. Nhớ trường lên nha Thành, không có lùi vậy ra sao. Chùng tay ưỡn ngực, đúng rồi tâm, giữ đó tâm. Ưỡn ngực vươn cầm lên, đúng rồi, đó. Xí cơ bụng, cơ mông, cơ đùi không nghe nhấn vào thắt lưng. Chống chân lên, chó úp mặt thở sàm. Ép vai xuống, xí cơ bụng lại thở sàm. Trường vai tới tấm ván cao. Tấm ván cao, trường vai đủ. Cột sống thẳng, xiết cơ bụng lên. Duỗi cổ tới, duỗi dài cổ. Gồng vai rồi. Ni, không gồng vai. Sửa điểm, sửa tay, sửa chân, đúng rồi. Sửa tay, sửa chân sao cho mình thấy nè. Vai không gồng, cổ không rụt. À, lưng không thắt, lưng không võng và không đau. Lực vào cơ bụng, võng võng thắt lưng thơm. Lực vào cơ bụng, xiết cơ bụng lên, nhả cái thắt lưng lên trên, nhả thắt lưng lên. Rồi chung tay tấm ván thấp, xiết cơ bụng lại thở sàm, kẹp khuỷu tay vô mạn sườn. Hạ gối, hạ ngực, hạ cầm. Cá sấu. Nằm xuống, gấp cẳng chân lên, hai tay nắm hai cổ chân. Nắm ở cổ chân.
chắc vào, thở hết hơi ra, hít vào kéo căng lên, kéo căng người lên, bung cao lên. Đó, bụng áp dưới sàn thôi, đùi lên, ngực lên, hạ xuống, thở ra. Hít vào cân đối giữa đầu và chân lên, đầu và chân bung lên. Rồi rướn cằm lên chút nữa nè, Nhi, Nhi. À, chân lên rồi, đúng rồi, rướn cằm lên, nhìn thẳng em, đừng để nhìn qua bên, nhìn thẳng. Đúng rồi. Xuống thở ra. Hồi nãy mình cầm á, cái tay mình á ở bên ngoài và úp vào như vậy, phải không? Bây giờ mình cầm đưa vào cái tay bên trong đi, tay bên trong. Đưa cái tay vào bên trong và nắm như vậy. À, sửa tay lại chưa? Để cảm nhận. Vai mình sẽ mở ra thêm nè, xoay vai đi, xoay vai ra phía sau, mở vai. Rồi, hít sâu vào kéo căng lên, bung cao lên chị Hồng. Cao lên. Lực đối kháng chân bật. Nâng lồng ngực lên, hạ xuống, thở sầm. Lên, hít sâu vào, bung cao lên, đúng rồi. Siết cơ bụng lại. Xuống thở sam. À, nắm tay kiểu này thì cái vai mình mở thêm, nhưng mà nhớ đầu gối không rộng hơn hông nha. Lần nữa nào, lên, kéo căng lên, cao lên, cao lên, ta mười, cao lên thêm. Năm, cao lên, xiết cơ bụng lại. Bốn, ba, hai, một, hạ xuống, thở sầm. Lật ngửa người trở ra, co gối lên, ôm gối ép sát vào bụng đi, cho cột sống lưng sát sàn. Hít thở, cầm thu về ngực tiếp, cầm thu về phía ngực, rồi đùi sát vô bụng, lắng nghe cột sống được kéo dài trở ra. Hít thở, hít thở, lăn lưng, lăn lưng lên xuống nhẹ nhàng, massage chiều dọc cột sống. Đừng bật quá cao thành không cần ngồi lên vậy. Từ chiều dài cột sống lăn nhẹ 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 nhẹ, cảm nhận. Lăn phải trái nâng tay chân lên, rung 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 rung. Thả lỏng rơi xuống tự do. À, cột sống thắt lưng ai bị đau hoặc là có xu hướng hay cong lên thì mình lấy hai cái cục block sẽ lót ở dưới ngay chỗ gân kheo của mình, là cái thắt lưng mình sẽ chìm xuống thảm, không bị võng trở lên, rất là dễ chịu cho cột sống thắt lưng. Nằm thư giãn. Hãy nằm ở tư thế thật là thoải mái và từ từ khép mắt lại. Bắt đầu để cho toàn bộ cơ thể được thả lỏng. Qua lại với hơi thở và cảm nhận hơi thở đang đi vào và đi ra. Hãy cảm nhận sự mát mẻ ở sống mũi. Khi hơi thở vào, ra. Bắt đầu thả lỏng toàn bộ đỉnh đầu.
để cho sự thư giãn massage toàn bộ vùng đỉnh đầu. Thả lỏng lông mày. Thả lỏng vùng trán. Thả lỏng toàn bộ vùng mũi. Hai má. Vùng miệng. Và toàn bộ khuôn mặt. Hãy để cho sự thư giãn lan xuống vùng gáy. Và sự thư giãn lan tỏa ra vùng vai, vùng bắp tay, cánh tay, bàn tay và các ngón tay. Tiếp tục thả lỏng toàn bộ vùng ngực, cột sống lưng. Thư giãn vùng bụng. Hãy cảm nhận khi bụng phồng lên và xẹp xuống. Thả lỏng vùng eo, vùng hông. Và lan dần sự thư giãn xuống hai đùi, vùng gối. Thả lỏng cẳng chân để cho bàn chân thư giãn. Và thả lỏng từng ngón chân. Toàn bộ cơ thể lúc này hoàn toàn được thư giãn và thả lỏng. Thần kinh cũng đang được thư giãn, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bình yên và thư thái. Nhúc nhích các ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, đánh thức cơ thể. Hai tay đan lại, vươn qua khỏi đầu, duỗi căng từ ngón tay cho đến ngón chân. Từ từ co chân trái chống xuống sàn. Co tay phải đỡ đầu nằm nghiêng người qua phải. Từ từ co hai gối, hai tay chống xuống, đỡ người ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, vai, tay, vỗ nhẹ vào hai tay. Đưa hai tay massage hai chân, vỗ nhẹ vào hai chân. Tiếp tục đưa hai tay nắm hai bàn tay lại,
đưa lưng bàn tay áp vào hai quả thận, massage hai quả thận. Mời cả lớp nghỉ tại đây. Cảm ơn cả lớp đã tập cùng cô Dung. Chúc cả lớp của chúng ta luôn luôn khỏe, trẻ, đẹp, tích cực. Hẹn gặp cả lớp vào buổi tập tiếp theo. Bây giờ cô Dung xin chào và hẹn gặp lại.